bạn chuẩn bị xem vốn là vô địch, không cần tu luyện tập 289. Hà Thanh Phong nhếch miệng cười một tiếng, lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Trên đường, hắn bỗng nhiên một quyền đánh ra, đáng sợ một quyền như điện chớp, mang theo cực kỳ khủng bố quyền thế, hung hăng đánh phía Trung Nguyên. Cảm thụ được một quyền này khủng bố uy thế, Trung Nguyên biến sắc, không dám khinh thường, hắn đưa tay chính là một kiếm đâm ra. Oanh, răng rắc, kiếm ý vỡ vụn, Trung Nguyên trực tiếp bị một quyền kia đánh bay ra ngoài, bay quá trình bên trong, Hà Thanh Phong đột nhiên xuất hiện. Trên mặt hắn lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn. Trung Nguyên thấy thế, đồng tử bỗng nhiên co vào, một cỗ cảm giác nguy cơ giống như thủy triều hướng trong lòng của hắn. Quả thật đúng là không sai, chỉ thấy Chu Nguyên một chân đá hướng Chu Nguyên đầu. Một cước này cực nhanh, Chu Nguyên căn bản đến không kịp trốn tránh. Ầm, Hà Thanh Phong một cước kia nặng nề mà đá vào Chu Nguyên trên mặt. Răng rắc. A. À, chỉ nghe một đạo xương vỡ vụn thanh âm, Chu Nguyên tại chỗ hét thảm một tiếng, sau một khắc, hắn giống như như đạn pháo, bay ra ngoài. Trọn vẹn bay mấy chục vạn dặm, hắn mới ngã xuống đến mặt đất, giờ phút này, hắn toàn bộ mặt đã hõm vào. Đều có thể trông thấy trần trụi lộ ra ngoài xương cốt, máu tươi mặt mũi tràn đầy đều là, nhìn lấy cực kỳ dọa người. Chu Nguyên Sư Huynh, hắn ra tay thật độc ác. Đúng vậy à, rõ ràng chỉ là luận bàn, hắn lại ra tay ác như vậy. Quá phận. Gặp một màn này, trong sân kiếm tông đệ tử tất cả đều mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, song quyền không khỏi nắm chặt lên thất trưởng lão ánh mắt cũng biến thành băng lãnh lên hiển nhiên hắn cũng đối hà thanh phong hạ như thế ngoan thủ cảm thấy sinh khí thất trưởng lão nhìn về phía vương trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói ngươi lạc nhật tông đệ tử có ý tứ gì vương trưởng lão cười cợt sau đó nói luận bàn nha khó tránh khỏi quyền cước không có mắt còn mời thất trưởng lão chớ muốn tức giận hừ vương trưởng lão hừ lạnh một tiếng không có lại nói cái gì mặc dù hắn giờ phút này rất tức giận nhưng sinh khí cũng phải nhịn lấy cũng không thể đối lạc nhật tông ra tay đi đến lúc đó người bên ngoài như thế nào nhìn đợi bọn hắn kiếm tông hà thanh phong nhìn lấy kiếm tông đệ tử khinh thường nói các ngươi kiếm tông liền cái này cái kia không khỏi cũng quá khiến ta thất vọng lời vừa nói ra tất cả kiếm tông đệ tử nhất thời giận dữ ta đến chiến ngươi lúc này một thanh âm trầm thấp vang lên sau một khắc một đạo kiếm quang xông đến tại trong sân rộng đây là một vị thanh niên người mặc một bộ kiếm bào, tướng mạo anh tuấn, tay cầm trường kiếm, nhìn qua Hà Thanh Phong ánh mắt trong mắt tràn đầy băng lãnh. Có kiếm tông đệ tử nhận ra thanh niên, kinh hô nói: "Là Vân Hải sư huynh." Nghe vậy, giữa sân trong nháy mắt sôi trào lên. "Vân Hải sư huynh, là vị kia đệ tử Hạch Tâm Vân Hải sư huynh." "Tốt tốt tốt, Vân Hải sư huynh thế nhưng là thiên tiên cảnh cửu trọng đỉnh phong, cùng cái kia Lạc Nhật tông người cảnh giới một dạng, Vân Hải sư huynh nhất định có thể đánh bại hắn." "Vân Hải sư huynh, chơi chết hắn Nhưng hắn nhìn xem ta kiếm tông đệ tử lợi hại nhìn lấy vân hải hà thanh phong khóe miệng có chút nhắc lên không tệ xem như tới cái thực lực không tệ người nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là không tệ thôi hư vân hải hư lạnh một tiếng lập tức hướng về hà thanh phong giết tới hà thanh phong khóe miệng cười lạnh đồng dạng hướng về vân hải đánh tới ầm 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 hai người qua lại hư không bên trong không ngừng va chạm mỗi một lần va chạm đều có thể bộc phát ra một cỗ đáng sợ sóng xung kích. Nhìn lấy hai người chiến đấu, tất cả kiếm tông đệ tử đều khẩn trương lên. Bọn hắn đã vừa mới bại, nếu là lại bại, vậy cũng quá mất mặt. Tinh linh phong. Bên hồ, kiếm tâm vẫn tại không biết mệt mỏi huy kiếm, giọt giọt mồ hôi từ hắn đôi má trượt xuống. Hiện tại kiếm tâm, cùng lúc trước rất khác nhau, trước kia kiếm tâm nhìn lấy rất sắc bén, hiện tại hoàn toàn nhìn không ra, liên liên giống như người bình thường. Đồng thời, hiện tại hắn vung ra mỗi một kiếm đồng dạng nhìn không ra bất kỳ chỗ đặc thù cũng là phổ thông huy kiếm nhìn lấy thời khắc này kiếm tâm tô trần trên mặt lộ ra một vệt nụ cười tiểu tử này ngắn ngủi mấy tháng tiến bộ nhanh như vậy thật sự không tệ lúc này đi bên ngoài làm nguyên liệu nấu ăn tuyết anh trở về trở về nàng đi tới tô trần bên cạnh sau đó nói nói cho ngươi một việc ngươi có muốn hay không nghe tô trần mắt nhìn tuyết anh quảng trường chuyện phát sinh tuyết anh sững sờ trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc. Làm sao ngươi biết? Tô Trần cười nói, ngươi đoán. Tuyết Anh khóe miệng giật một cái, không tiếp tục để ý Tô Trần, mà chính là nhìn về phía kiếm tâm. Ngươi muốn nghe một chút quảng trường chuyện phát sinh sao? Nghe vậy, kiếm tâm huy kiếm động tác một lần, ngay sau đó nhìn về phía Tuyết Anh. Ngươi nói. Tuyết Anh nói, Lạc Nhật Tông tới. Kiếm tâm nhướng mày, nghi ngờ nói, Lạc Nhật Tông. Tuyết Anh gật đầu nói, ừm, cùng kiếm tông ngang hàng thế lực. Kiếm tâm gật một cái, cho nên lạc nhật tông tới làm gì? Tuyết Anh nói, là đến cho chúng ta biết, ngũ tông thi đấu muốn bắt đầu, ngũ tông theo thứ tự là kiếm tông, lạc nhật tông, hỏa thần tông, liệt nhật tông, hồn tông, ngũ tông thi đấu chính là do kiếm tông cùng với các tứ tông chỗ tổ chức. Mỗi trăm năm tổ chức một lần, chiến thắng tông môn có thể đạt được cái khác tứ tông một thành tài nguyên tu luyện, mà lần này ngũ tông thi đấu là tại lạc nhật tông tổ chức. Nghe xong Tuyết Anh lời nói, kiếm tâm chỉ là bình tĩnh gật đầu, không nói gì thêm. Tuyết Anh biết kiếm tâm trừ kiếm, đối với những thứ này cũng không có hứng thú, cho nên sau đó nàng liền đem trên quảng trường phát sinh sự tình nói một lần. Nghe xong, kiếm tâm cau mày, bọn hắn lạc nhật tông vì sao dạng này. Tuyết Anh bất đắc dĩ nói, xem chúng ta kiếm tông dễ khi dễ thôi, nói thật với ngươi, chúng ta kiếm tông đã rất lâu chưa từng xuất hiện ra dáng thiên tài yêu nghiệt. Cho nên cái này mấy lần ngũ tông thi đấu, chúng ta đều thua rất thảm, trên cơ bản không phải hạng 4 cũng là hạng 5 cái này cũng dẫn đến cái khác tứ tông xem thường chúng ta kiếm tông mà lần này lạc nhật tông dẫn người đến kiếm tông luận bàn đoán chừng cũng là nghĩ nhục nhã kiếm tông à nghe xong tuyết anh giải thích kiếm tâm tại ngắn ngủi trầm mặc mấy giây sau sau đó nói mang ta đi quảng trường ta đi gặp bọn họ một chút nghe vậy tuyết anh trên mặt lộ ra một vệt nụ cười vừa mới quảng trường phát sinh sự tình nàng cũng tại khí nàng nghiến răng mà nàng chỗ lấy đối kiếm tâm nói nhiều như vậy cũng là nghĩ kiếm tâm đi quảng trường giáo huấn một chút lạc nhật tông thiên tài đến mức kiếm tâm có thể hay không thua nàng hoàn toàn không có cân nhắc qua đối với kiếm tâm nàng chỉ có thể dùng hai chữ hình dung quái vật kiếm tâm thật cùng quái vật ngắn ngủi mấy tháng tiến bộ tốc độ cùng bật hách giống như nàng liền chưa thấy qua như thế không hợp thói thường yêu nghiệt hiện tại cho dù là nàng cũng hoàn toàn nhìn không thấu kiếm tâm có thể thấy được kiếm tâm thời khắc này thực lực không hề tầm thường cho nên Tuyết Anh là hoàn toàn không lo lắng kiếm tâm thất bại. Nàng thậm chí đều có chút mong đợi. Chờ mong kiếm tâm đem lạc nhật tông thiên tài đánh cho tâm tính sụp đổ. Suy nghĩ một chút liền thoải mái. Kiếm tâm lúc này nhìn về phía Tô Trần. Sư Tôn, muốn cùng đi xem nhìn sao. Tô Trần mắt nhìn kiếm tâm, suy nghĩ một lát, sau đó gật đầu nói. Ừm, vậy liền đi xem một chút đi, vừa vặn muốn đi ra ngoài đi dạo một chút. Bạn chuẩn bị xem vốn là vô địch, không cần tu luyện tập 290. Nghe vậy, một bên tuyết anh trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc nàng không nghĩ tới tô trần thế mà nguyện ý đi cùng tô trần trung đụng trong khoảng thời gian này nàng phát hiện tô trần trừ ăn cơm ra câu cá ngủ phơi thái dương liền chưa từng làm chuyện khác thậm chí đều chưa đi ra tinh linh phong cho nên tô trần nguyện ý rời đi tinh linh phong đi quảng trường khiến tuyết anh rất kinh ngạc ba người rất nhanh liền đi tới quảng trường kiếm tông đệ tử trông thấy tô trần về sau lúc này liền muốn hành lễ tô trần lắc đầu đưa tay ra hiệu bọn hắn không cần hành lễ Thấy thế, tất cả kiếm tông đệ tử gật một cái. Nhìn lấy Tô Trần, mỗi người phá lệ kích động, trong mắt tràn đầy tôn kính cùng sùng bái. Từ Tô Trần tiến vào Tinh Linh Phong về sau, liền không còn có rời núi qua, cho nên kiếm tông đệ tử tại nhìn thấy Tô Trần về sau, mới sẽ có vẻ kích động như thế. Hư hư thực thực tiên đế tồn tại à, có thể nhìn thấy loại tồn tại này, bọn hắn có thể không kích động sao? Mà trong sân nữ đệ tử, đã sớm bị Tô Trần dung nhan chinh phục, mỗi một vị nữ tử đều trên mặt đỏ ửng, tim đập rộn lên, nhìn lấy Tô Trần, ánh mắt đều kéo ti. Nhìn lấy tình cảnh này, Tuyết Anh nhị không được lắc đầu, các ngươi có thể hay không thận trọng một điểm. Nghe thấy lời ấy, tất cả nữ đệ tử liền vội vàng đem ánh mắt rời, ngượng ngùng mà cúi thấp đầu, mặt đều đỏ đến sau tai căn. Thấy thế, Tuyết Anh khóe miệng giật một cái, nhưng làm hắn mắt nhìn Tô Trần về sau, liền trầm mặc. Liền Tô Trần cái này nhan trị, nói thật, thật không có cô gái nào ngăn cản được. Coi như nàng Tuyết Anh, nếu là Tô Trần chủ động một điểm, Tuyết Anh cũng đã sớm là Tô Trần nữ nhân. Tuyết Anh tự nhiên rõ ràng, cho nên mới trầm mặc. Tô Trần cùng Kiếm Tâm đem ánh mắt nhìn về phía chính trên khâu trung kịch liệt chém giết hai người. Tuyết Anh đối với Kiếm Tâm nói ra, thế nào? Kiếm Tâm đang nhìn mắt Hà Thanh Phong về sau, liền thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nói, bình thường. Nghe vậy, Tuyết Anh trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, không có lại nói cái gì. Cùng lúc đó, Vân Hải đối với Hà Thanh Phong Bỗng nhiên một kiếm chém xuống. Hà Thanh Phong một cái nghiêng người, nhẹ nhõm tránh thoát, đồng thời, hắn nhìn chính xác Vân Hải còn không thu kiếm cái này một phá phun, một quyền đánh phía Vân Hải cái bụng. Vân Hải đồng tử bỗng nhiên co vào, nghĩ ngăn cản, có thể lại đã không kịp. Ầm, Vân Hải vẻ mặt nhăn nhó, thân thể cong thành cung chữ hình, sau một khắc, cả người hắn giống như gãy mất cánh diều một dạng, bay ra ngoài. Mà trước đó phát sinh một màn lần nữa phát sinh, chỉ thấy Hà Thanh Phong đột nhiên xuất hiện đến Vân Hải bên cạnh không do dự một quyền đánh ra một quyền này thẳng đến vân hải chán mà đi vân hải sắc mặt biến đổi lớn cảm giác nguy cơ mãnh liệt đem hắn bao phủ nghĩ ngăn cản có thể hắn giờ phút này căn bản làm không được ầm um, đáng sợ một quyền trực tiếp hung hăng đánh vào vân hải trên mặt vân hải toàn bộ mặt trực tiếp hõm vào lập tức bị một quyền đánh bay ra ngoài sau cùng nặng nề mà rớt xuống mặt đất hắn giờ phút này cùng lúc trước chu nguyên một dạng đồng dạng vô cùng thê thảm không thể nhìn thẳng. Vân Hải sư huynh. Nhìn lấy Vân Hải, tất cả kiếm tông đệ tử kinh hãi, theo sau chính là phẫn nộ. Hắn thật quá phận, ra tay căn bản cũng không mang lưu thủ, đánh cho đến chết ta kiếm tông thiên tài. A a a, ai có thể thu thập bọn hắn à? Ta thật tức giận. Nhân gia chỉ là tùy ý phái ra một người, liền đem ta kiếm tông thiên tài đánh thành dạng này, chẳng lẽ ta kiếm tông không người nào sao? Giờ khắc này, có chút kiếm tông đệ tử đều có chút hỏng mất bọn hắn bị đà kích hai trận dòng giã hai trận bọn hắn kiếm tông đều thua tin tức này nếu là truyền đi toàn bộ kiếm tông đệ tử đều sẽ biến thành trò cười giờ phút này bọn hắn hy vọng dường nào có người có thể thay bọn hắn xả giận tìm về mặt mũi hà thanh phong nhìn lấy tất cả đều một mặt tức giận kiếm tông đệ tử ha ha kiếm tông đệ tử cũng không gì hơn cái này nghe vậy tất cả kiếm tông đệ tử càng tức giận hơn nhưng bọn hắn lại không cách nào phản bác đều thua hai trận bọn hắn còn có tư cách gì phản bác nhân ra ồ thật sao vậy ta đến chiếu cố ngươi đúng lúc này một thanh âm bình tĩnh vang lên tất cả mọi người nghe tiếng nhìn qua khi nhìn thấy cái kia đạo thân mặc áo bào trắng thân ảnh lúc kiếm tông đệ tử tất cả đều sững sờ đây là vị kia tên là kiếm tâm tân đệ tử nghe nói hắn như là lão tổ đệ tử tuy là lão tổ đệ tử nhưng hắn cũng chỉ là một cái tân đệ tử à thực lực đỉnh phá thiên cũng liền thiên tiên cảnh tứ ngũ trọng sao có thể có thể đối kháng cái kia lạc nhật tông thiên tiên cảnh cửu trọng thiên tài ta thừa nhận kiếm tâm thiên phú tu luyện rất yêu nghiệt nhưng thực lực vẫn là yếu một chút nếu là lại cho hắn một chút thời gian ta tin tưởng hắn tuyệt đối có thể đánh bại cái kia lạc nhật tông thiên tài nhưng bây giờ rất không có khả năng tất cả kiếm tông đệ tử cũng không coi trọng kiếm tâm bởi vì chỉ vì kiếm tâm chỉ là một cái mới vừa vào tông không bao lâu tân đệ tử một cái tân đệ tử có thể có thực lực gì phải biết Kiếm Tâm phải đối mặt là một vị thiên tiên cảnh cửu trọng đỉnh phong thiên tài. Kiếm Tâm Thiên Phú tu luyện mặc dù rất mạnh, nhưng đây chính là một vị thiên tiên cảnh cửu trọng đỉnh phong thiên tài à. Này làm sao đánh? Căn bản đánh không thắng à? Có vị kiếm tông đệ tử hảo tâm nhắc nhở, "Kiếm Tâm sư đệ, ngươi bây giờ còn không phải là đối thủ của hắn, vẫn là thôi đi." Kiếm Tâm lắc đầu, cũng không nói gì thêm, mà chính là bước ra một bước, biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện đến Hà Thanh Phong đối diện. Hà Thanh Phong nhìn lấy Kiếm Tâm, hai mắt nheo lại lần này trong mắt của hắn lại không có khinh thị chỉ có ngưng trọng chẳng biết tại sao trực giác nói cho hắn biết kiếm tâm cũng không có đơn giản như vậy có thể đang nghe kiếm tâm chỉ là kiếm tông tân đệ tử lúc trong lòng của hắn cái này vệt ngưng trọng nhất thời tan thành mây khói một cái tân đệ tử thôi lo lắng cọng lông à hà thanh phong cười lạnh nói ngươi ra tay đi miễn cho nói ta không cho ngươi máy hắn lời còn chưa nói hết kiếm tâm đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ Hà Thanh Phong trong lòng giật mình, không đợi hắn phản ứng, chỉ thấy kiếm tâm đột nhiên xuất hiện, lập tức một bàn tay liền đem Hà Thanh Phong đập bay ra ngoài. Hà Thanh Phong bay mấy vạn dặm mới dừng lại, giờ phút này, hắn mộng bức. Cái, cái gì tình huống? Không chỉ hắn mộng bức, giữa sân tất cả mọi người mộng bức. Bọn hắn đều không hiểu rõ xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn thấy kiếm tâm một bàn tay liền đem Hà Thanh Phong đập bay ra ngoài. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phản ứng lại. Ngoạ tào, kiếm tâm sư đệ mạnh như vậy ngưu bức không hổ là lão tổ đệ tử quá ngưu bức thật thật không thể tin kiếm tâm sư đệ mới vừa vào kiếm tông bao lâu liền có thực lực thế này thật lợi hại chúng ta cũng không nên cao hứng quá sớm vừa mới có thể là cái kia lạc nhật tông thiên tài sơ xuất mới có thể bị kiếm tâm sư đệ đánh lén thành công ừm nói cũng đúng kiếm tâm sư đệ tuyệt đối không thể chủ quan à nhìn lấy không trung kiếm tâm lạc nhật tông đệ tử giờ phút này trong mắt ngương trọng có người trầm giọng nói vừa mới các người thấy rõ hắn xuất thủ sao người còn lại nói không nhìn thấy nói hắn thần sắc nghiêm túc người này thật là kiếm tông tân đệ tử một vị nam đệ tử nói xem ra cái này kiếm tông cũng không tất cả đều là phế vật nha